Saber phải thu thập những quyển sách trùng màu với mình để tạo nên Wonder Combo của anh, mang tên Crimson Dragon. Mảnh ghép đầu tiên là Stone Eagle với sức mạnh của chim ưng bão tố khi tấn công và kích hoạt đòn tất sát. Nhát chém của anh sẽ chuyển hóa thành nhát chém bão tố thay vì nhát chém lửa. Stone Eagle còn mang lại cho anh một đôi cánh nhỏ giúp anh lao thẳng vào trận cuồng phong, bộc lửa nó bằng sức mạnh của Ray Dragon để tạo một cơn bão lửa nghiền nát kẻ thù với số lượng lớn. Phần bên trái của anh được điểm tô bằng sức mạnh đỏ thẫm của khỉ ngộ không mang tên Senju Dragon. Khi sử dụng hình dạng này, tay của anh sẽ bắn ra chiếc gậy như ý tấn công kẻ thù phạm vi tầm xa. Trưng nhất của khỉ ngộ không chính là chiếc cân đổ vân giúp anh bay lượn để tấn công quanh kẻ thù. Khi kết hợp cả ba quyển sách đỏ thẫm sẽ tạo nên Crimson Dragon. Ở hình dạng này đúng như tên gọi của nó, vẫn giữ nguyên đặc trưng từ hai quyển Wonder Book trước nhưng được cường hóa hơn là Ray Dragon với những cái chém lửa cực mạnh, là sức mạnh đỏ thẫm để anh đối mặt với tà kiếm đòn tất sát của anh Barquen Garenzan. Ngọn lửa đã được bùng cháy mạnh mẽ hơn khi kết hợp cùng với hai quyển sách đỏ thẫm khác. Sức mạnh lửa của anh bỗng dâng trào, những nhát chém uy lực của Saber được tuôn trào bởi ngọn lửa khổng lồ này ra những nhát chém cực mạnh để giáng vào người kẻ thù.